Món lạp, em thử món lạp. Mời cả nhà. Ngon tuyệt vời. Ngon lắm. Đủ chua chưa? Chua lắm rồi bác ạ. Chua lắm rồi. Ngon rồi, vừa rồi. Quá ngon. Tuyệt vời luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay rằm mùng 5 tháng 5 tiết giết sâu bọ. Rằm của người Thái. Con 20 cân này, con nhỏ. Anh em mình sẽ mổ con lợn ăn rằm mùng 5 tháng 5. 120 cân lợn. Lợn rất là to nhé. Bây giờ mới 3 giờ sáng rồi. Anh em mình chuẩn bị một lợn để ăn rằm. Anh em mình đã làm sạch lông rồi. Sắp có thịt ăn rồi đấy. Tiết canh lòng phèo. Lá lết. Phèo. Rất là ngon. Phèo này ngon nhỉ. Tim gan lòng phèo. Phèo này quá chuẩn luôn. Lợn này lợn tự nuôi nhé các bạn. Nuôi lâu rồi, khá lâu rồi. Nuôi 2 năm mới được con lợn 120 cân. Đây đúng là thịt lợn dân. Đỏ như thịt trâu. Đỏ. Đỏ như thịt trâu luôn đấy. Lợn này, nuôi lâu năm. Mời dưới vào nhà tứ nhá. Đầu chưa bắt dưới. Mỡ rất là ngon. Mỡ dày lắm. Mỡ này để ăn hàng năm. Đây là mình đang chế biến lòng dồi nhé. Lòng dồi cho rất là nhiều rau thơm. Đây là nhân để mình dồi. Nồi tặng con lợn mình đang luộc rất là ngon luôn. Tim gan phèo dạ dày. Dạ dày xem rất là ngon luôn. Tim gan. Đây là xương lợn. Xương xào cho hành rất là ngon, thơm lắm. Xôi nhộm lá cẩm là không thể thiếu cho ngày Tết giết sâu bọ. Lá cẩm rất có nhiều tác dụng. Nhộm mà làm xôi này. Nước của nó để tắm cho trẻ con trong ngày tiết giết sâu bọ rất là có tác dụng. Lá cẩm này theo các cụ từ ngày xưa là mình phải hái từ sáng sớm. Hái từ sáng sớm vào ngày mùng 5 tháng 5. Trời ban thuốc. Nếu mình hái vào ngày trước là cũng không có tác dụng để làm thuốc nha các bạn. Mình phải hái vào sáng sớm ngày đúng ngày tiết giết sâu bọ. Ăn được không?
Phèo rất là ngon nhỉ, mỡ nhiều thế. Lợn dân mỡ nhiều lắm. Mình đang luộc rồi. Xôi lá cẩm đã chín rồi các bạn. Đây là món pịa, pịa trâu nhé các bạn ơi. Hôm nay ở thôn mình có một con trâu, mình đi lấy pịa. Đây là dạ sách trâu. Dạ sách trâu này mình luộc chín rồi để thái nhỏ chuồn với nằm pịa. Hấp dẫn lắm món này. Pịa mình cho hạt tiêu mắc hén, ớt bột. Khi chín mình cho lá chanh nhé. Lá chanh thái nhỏ. Thơm lắm. Món này đặc sản Tây Bắc. Thử thử pịa nhá nào. Mời cả nhà nhá. Ngon lắm béo ngậy. Rất là tuyệt vời. Xem rất nước miếng lắm. Ngon. Món chủ yếu ngày hôm nay món tiết canh nhé các bạn. Đây, anh trai của mình đang đánh tiết canh. Thợ ở đây rồi. Bỏ đũa phát đông ạc luôn. Đấy, thợ, ui rồi. Tiết canh. Quá ngọt. Đông luôn nhỉ? Đông luôn. Chưa được một phút ra đi luôn. Còn món này là món lạp sống. Tí sắp ăn mình mới trộn này anh. Trộn pha chua các loại gia vị. Mình lấy cái phần thăn của con lợn nhé các bạn. Thăn trong ấy. Thịt tươi ngon như này. Phát đông luôn sợ chưa? Quá đỉnh. Đỉnh cao của tiết canh rồi. Thợ Tây thợ lâu năm. Trong ngày Tết thì mổ lợn thì mình chủ yếu là món tiết canh này thôi các bạn ạ. Ăn cho nó đỏ. Tự tay làm. Úi rồi đông hết rồi này. Sợ chưa? Quá chuẩn luôn. Bỏ tay phát là đông luôn, đông ạc. Đấy, bỏ tay phát đông luôn này này. Nói đùa luôn này. Đấy. Đấy. Làm gì mà. Đây là món thịt lợn rang nhé các bạn nhá. Dù rất nhiều món ngon nhưng mà không thể thiếu món này. Nhìn là lợn dân mà mình đã biết rồi. Đây các bạn xem. Thịt đỏ tươi. Cho vào làm pịa. Một là chấm ăn, hai là hòa. Tùy theo. Để chấm nha anh nhỉ. Chấm cũng được, hòa cũng được. Giờ sách trâu nha các bạn. Để chấm làm pịa thì hết ý. Giòn. Đây là bát nước chấm để mình chuẩn món lạp sống. Đây nước cốt chanh. Nước cốt chanh với lại tỏi mình giã nhuyễn. Cho cả ớt bột vào. Đây là rau thơm để mình trộn cùng món lạp sống. Đổ nước cốt chanh vào, trộn. Ngon hấp dẫn. Đi ra đây con. Sao? Món lạp, em thử món lạp. Mời cả nhà.
Ngon tuyệt vời. Đủ chua chưa? Chua lắm rồi bác ạ. Chua lắm rồi. Ngon rồi, vừa rồi. Quá tuyệt vời luôn. Ngon. Món này tuy đơn giản nhưng mà rất là ngon nhé các bạn ơi. Bữa cơm giản dị của gia đình đã xong rồi, mời các bạn ăn cơm với gia đình nhé. Tuy không có gì cao sang nhưng mà rất ấm cúng. Mời các bạn ăn dằm với gia đình mình nhé. Mời các bạn ăn dằm. Con đi bắt con chuột. Dô đu. Rồi mình xin mời các bạn ăn cơm với gia đình mình nhá. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình hãy để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.